Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam do Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Nguyễn Quang Dũng làm trưởng đoàn về một số nội dung liên quan đến công tác hội trong tình hình mới. Theo đánh giá, trong những năm qua, thực hiện chỉ thị số 56 của Bộ Chính trị và kết luận số 19 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, cấp ủy và chính quyền các cấp đã quan tâm củng cố, phát triển tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia các cấp. Qua đó, kết quả công tác hội đã có nhiều bước phát triển đáng kể về công tác xây dựng chính sách pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Tại buổi làm việc, Hội Luật gia thành phố kiến nghị Thường trực Thành ủy và Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam một số nội dung liên quan đến kinh phí hoạt động, kiện toàn tổ chức, đào tạo đội ngũ cán bộ hội viên phù hợp tình hình thực tiễn. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Hội Luật gia thành phố cần phối hợp với Ban Nội chính thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 97 của Ban Thường vụ Thành ủy. Hội cần ra soát lại quy chế, cơ chế hoạt động của các cấp hội, phải có kế hoạch hoạt động hàng năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động trong đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố về các nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò trong tham gia góp ý vào các dự án luật, đồng thời chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Hội Luật gia thành phố nhiệm kỳ 2024-2029. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Quang Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đối với hoạt động của Hội Luật gia tại địa phương. Đề nghị hội cần tăng cường công tác tổ chức tập hợp hội viên thông qua xác định vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, hạt nhân trong tuyên truyền phổ biến pháp luật ở cơ sở.